Đây là tấm bia do con tôi lập cho tôi. Thử hỏi quan hệ của chúng tôi tốt đến cỡ nào. Ruồng bỏ mang lại căm hận. Đó không phải là má của tôi. 17 năm trước má tôi đã chết rồi. Quay về mang lại hàng loạt bí mật. Cô làm gì vậy? Lúc con còn nhỏ thích nhất là đơm đóm đó. Dùng cái tâm buông nó ra. Lại gần từng chút một. Nhật ký trinh sát hình sự phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 6 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần chỉ có trên SCTV 9.